Mến chào quý anh chị, cô bác và các bạn. Hôm nay em xin được giới thiệu tới quý anh chị, cô bác và các bạn một cái mẫu nhà sàn bê tông một gian hai trái liền bếp, có địa chỉ tại thôn Thanh Tân, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang, ngay phía đằng sau của cái chi cục thuế huyện Bắc Quang này nhé, thôn Thanh Tân. Đây là một cái mẫu nhà một gian hai trái liền bếp, làm cầu thang dạng cầu thang xương cá. Đây là liền bếp luôn nhá. Đây là cầu thang xương cá và các cái bậc đặt riêng lẻ rồi sẽ gắn vào làm lỗ là rất là chắc chắn. Nhìn đơn giản vậy thôi nó rất là chắc nhá. Vừa thẩm mỹ vừa chắc chắn, đấy là theo tùy từng người thích thôi. Mọi người thích thế nào thì làm như thế. Cái mẫu nhà này là cái mẫu truyền đoạn hay là gọi là trồng bùn kẻ ngẽ. Chiều cao chiều thấp thì các bác xem video của mình thì mình cũng hay đọc rất là kỹ rồi. Cao mình cao cao từ 3 mét trở lên cơ. Phần bếp có làm máng đón nước. Phần bếp có làm máng đón nước cẩn thận. Máng đón nước giữa nhà, mái nhà và mái bếp. Đấy, phía sau mình có dành ra một gian để đổ máy bằng để cho gia đình đặt cái téc nước lên đấy để lấy nước xuống dưới, và cái phần bên dưới đó là cũng sẽ xây nhà tắm, nhà vệ sinh luôn. Thì cái mái nhà đó là cái mái để cái mái nhà tắm, nhà vệ sinh đó. Cái máng nước mình ghép kia các bác nhìn thấy, các bác xem video của em rất là đều thì biết gian bếp thì mở ra 4 mét. Còn các cái gian nhà cái này mở ra 3m2, 3m3 và 3m, gian nhà này thì mở ra 3m rưỡi, bếp là 4m. Giờ là sẽ mời các bác lên trên sàn nhà để xem qua cái bộ khung mà đã được xây dựng xong rồi. Rồi đây anh em đang tiến hành làm sàn, đây là những khâu cuối cùng để hoàn thiện cái bộ khung, hay gọi là bộ khung nhà sàn bê tông. Các cái mẫu trồng bồn kẻ nghé, truyền tôm, trụ non rồi kẻ đấu đều có hoa văn hết nha các bác. Hoa văn khắc chạm nổi. Hôm nay là em cũng không... Để rút ngắn cái video thì em chỉ lên video cái phần khung hoàn thiện xong thì cho các bác xem. Và sẽ có cái phần kê vật liệu để cho các bác tham khảo. Với các cái mẫu nhà như này thì bên em thi công thông thường nhất là vẫn là cột thì sử dụng 2 cây phi 12 và 2 cây phi 14. Đấy, sẽ thành 4 cây sắt ở trong một cái cột. Và phần xà dầm thì chạy nguyên bằng phi 14, vì không trốn cột thì không cần phải có xà vượt thì không có phi 16. Còn các cái xà này thì làm bằng phi 12, 4 cây. Xà kèo, bảy kẻ vân vân là bằng phi 12 chạy 4 cây. Thế còn sắt sàn là sẽ đan bằng sắt 10. Đây nãy ở dưới em quay là cái phần mái của cái phần đặt téc nước. Đây là cái phần bếp nhá. Phần bếp có sắt thò ra kia là sẽ đua để làm bầu lò nữa này. Đấy thì trở lại với câu chuyện ban nãy thì dầm này toàn bộ là chạy bằng phi 14. Sắt sàn thì chạy bằng phi 12 thì phần bếp sẽ làm thấp hơn so với sàn nhà nó khoảng 10 phân. Từ 7 đến 10 phân. Gian bếp thì mở ra 4m chạy kèo. Trong nhà thì trồng bồn kẻ ngẽ. Chạy máng đón nước giữa mái nhà và mái bếp. Cái máng đổ bằng bê tông rộng 80 phân nhá. Sau này sẽ tráng chống thấm vào dẫn nước ra ngoài.
Thì nhà này sẽ sử dụng khoảng 115 cây, không phải là khoảng mà 115 cây phi 12, 90 cây phi 14, 180 cây phi 10 để làm sàn, 350 kg sắt 6 và sẽ sử dụng hết độ 16 tấn xi. 16 tấn xi, 35 khối cát, 35 khối đá xay 1-2 chẳng hạn. Bây giờ chỉ đa số là đá xay 1-2 thôi chứ sỏi, nghe như sỏi thì những cái năm trước trước 2010 12 13 thì còn, nhưng bây giờ toàn dùng đá xay thôi anh em ạ. Thì các cái mẫu nhà sàn bê tông, một gian hai trái, hai gian hai trái kết hợp vân vân, từ nhà 5 gian. Thì các bác cứ alo em có cái số điện thoại ghim trên màn hình rồi các bác nhé. Anh em vui đó đây, luôn luôn là thi công tất cả các hạng mục làm dứt điểm. Và như một cái mẫu nhà này, anh em mình sẽ thi công trong vòng khoảng 10 ngày thôi, từ 9 đến 10 ngày. Không phải kéo dài là liên quan rất là nhiều thứ, mất thời gian lắm. Bên em thì thi công khắp nơi, rất nhiều mẫu và đi rất là nhiều tỉnh xa gần. Rất mong là các bác xem video ủng hộ anh em vui đó đây, chuyên lĩnh vực xây dựng nhà sàn bê tông, kiêm hoàn thiện xây chát ốp lát rồi thì lợp tôn lợp ngói. Các bác cần cứ ới em qua số điện thoại nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo, ở những cái tỉnh tiếp theo mà anh em sẽ đến và thi công các cái mẫu nhà lên chi tiết để cho các bác tham khảo và định hướng xây dựng căn nhà cho mình.